365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 28 tháng 12. Lời Chúa. Trích Thánh Vịnh, chương 4, câu 9. Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ. Vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. Lời Thánh Y Nhã. Khi một việc nào đó được bàn thảo và quyết định, đừng hành động cho tới khi bạn được ngủ ngon giấc về nó. Suy niệm. Cuộc sống chúng ta được dệt nên bởi những chọn lựa. Có những chọn lựa quan trọng thay đổi hướng đi, quyết định tương lai của cuộc đời mình. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn một lúc nào đó mình phải hối hận hay phải thốt lên những tiếng giá mà tiếc nuối. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thực sự ý thức tầm quan trọng của những quyết định của mình. Quá ưu tư chăn trở đôi khi làm chúng ta mệt mỏi. Nhưng mặt khác, nó cũng cho thấy chúng ta thực sự trách nhiệm và bận tâm về cuộc sống của mình. Đó là dấu hiệu của người sống có chiều sâu và trách nhiệm. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ ấp ủ, sáng kiến sẽ nảy sinh. Người ưu tư nhọc lòng khi bàn thảo và quyết định, nhưng được an vui khi thấy quyết định của mình chính xác và phù hợp. Thánh Y Nhã là người đặc biệt ý thức tầm quan trọng của những chọn lựa. Trước những quyết định quan trọng cho mình và cho dòng, Thánh Nhân luôn luôn để tâm suy nghĩ, lắng nghe chuyển động nội tâm và xin ơn Chúa xác chuẩn. Đối với Ngài, bình an nội tâm là một trong những dấu chỉ xác chuẩn chọn lựa mình được Thiên Chúa chúc phúc. Hồn sống trong ngày. Thánh Y Nhã khuyên chúng ta tập cân nhắc cẩn thận cho đến khi quyết định đó mang lại bình an. Ngài cũng giữ thói quen cầu nguyện và xin Chúa xác chuẩn cho những quyết định của mình. Còn bạn, bạn có thường ưu tư khi cân nhắc và quyết định làm một điều gì đó? Bạn có thường cầu nguyện trước mỗi quyết định lớn nhỏ trong đời? Hãy mời Chúa bước vào nơi những ưu tư đó của bạn. Nếu mỗi bẻ lái của bạn đều có Chúa làm hoa tiêu hướng dẫn, thì đích đến sẽ mãi là bình an và hoan lạc.
cuộc đời và xác thân con cùng với bao nhiêu khát vọng. Lạy Chúa, con xin dâng cả tự do, bao nhiêu trí nhớ trí hiểu cùng mọi sự con có trong mọi sự ấy chính Ngài đã ban cho con. Để giờ này con hiến dâng lại Cha hết thảy, chọn tình yêu xin một lòng vâng ý Cha, chỉ cần Ngài luôn thiết tha ban nhiều hồng phúc tráng. Cho con biết chân thành phục vụ bằng trái tim yêu, để Chúa vinh danh thêm nhiều. Lạy Chúa, xin cho con biết từ nay cho đi chăng bóng đã về, dù lòng người cay đắng phù pha. Vì lạy Chúa, chính Ngài đã treo thân trên thập hình, vì tình yêu Chúa không ngại mang thương tích. Chọn đời con xin cùng Ngài đi khắp nơi, giáo truyền hồng ân thắm tươi, chúng khen tình Chúa cao. Chúa chính
Ngài đã treo thân trên thập hình. Vì tình yêu, Chúa không ngại mang thương tích.